nghĩ sao mà bốn cái đũa vậy sao nó rớt xuống trong. Cái này sáng kiến hết rồi. Sao không rớt? Em nói rớt thì không? Em rớt ở đây nè. Không. Rớt ra ngoài. Bây giờ nó không đập. Nó cầm hai cái đũa này nó giật ra một cái nó lọc ngay vô giữa luôn. Không giật được đâu. Không nhanh được đâu, cũng ra ngoài. Tốc độ không nhanh được. Đây nè, em không đập ra em như cầm em hút mê hết rồi. Anh quay mặt em trên chứ. Okay. Thế này bây giờ anh nói là chơi cái trò này còn vui nữa. À nhưng mà tại ở dưới đấy rượu nên phải lên mò lên trên này. Quay phim chứ mà chụp hình đừng có làm dáng lâu quá. Không mình vừa vô cái mình ra liền rồi. Rồi muốn chết. Không quay phim. Dưới thiếu rượu không? Dạ, dưới thiếu rượu cho nên phải mò. Cùng ly luôn. Anh uống rượu. 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 Đợi thêm một ly. Cảm ơn anh cũng cái này cũng được. Rồi. Em. Tại sao mình không đập nhẹ nhẹ cho nó được nó đập mạnh. Tôi đập mạnh sao thế. Em again again. Không, cái này phải đập mạnh mới thích. Tôi nghe đang chỉ đang quay luôn á. Anh em quay mặt cái này đâu. Giấu quay mặt này là chỉ có mặt. Nãy vô cái bụng. Hôm nay em phải. Anh phải có mày này rồi. Nó cáo gì đó. Thấy quay khúc đường đó thì mắt khúc đằng đây. Rồi em cứ rơ xuống nhà rồi. Em bước xong thì rồi bây giờ mọi sao? Người đập đi, đập đi. Hai đứa bước qua để vậy luôn gì đó hả? Để vậy luôn. À cái gì trên này sắp nó rơi. Em không có nữa, phải rút bớt ra cái nữa. Anh nói thì bắt chước thì em nói. Rồi đấy. Ok. Cứ đi, cứ đi.